Kính chào các đồng chí và các bạn. Tôi là Cao Xuân Nguyên và đây là bản tin 35 online của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin hôm nay: phòng chống tham nhũng tiêu cực quyết liệt không ngừng không nghỉ, truy tố Trương Châu Hữu Danh và các thành viên nhóm báo sạch, vạch trần âm mưu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cảnh giác thủ đoạn cổ suý xã hội dân sự. Vừa qua, Bộ Chính trị đã quyết định sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng để chỉ đạo phòng chống cả tham nhũng và tiêu cực. Qua đó, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi và sự tin tưởng của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra tại Hà Nội ngày 10 tháng 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng phải gắn liền đồng bộ với phòng chống tiêu cực. Tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa đều là những biểu hiện tiêu cực, đều làm mất đi sự trong sạch của bộ máy Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mới dẫn đến tham nhũng. Đây là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Lợi ích kinh tế thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền, với sự hư hỏng về đạo đức, lối sống. Báo cáo của Chính phủ tại phiên họp mở rộng Thường trực Hội đồng Dân tộc diễn ra ngày 7 tháng 9 vừa qua nêu rõ, một năm qua, Chính phủ đã nhanh chóng triển khai, kịp thời ban hành nghị quyết, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước thực hiện quyết sách hợp ý Đảng, lòng dân, nỗ lực phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, bác bỏ luận điệu xuyên tạc, nhà nước ta phân biệt đối xử, không quan tâm đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh khó khăn, Chính phủ vẫn chỉ đạo các bộ ngành dành ưu tiên cao nhất cho chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đa dạng hóa nguồn vốn huy động, có phương án cân đối đủ vốn đầu tư và vốn chi thường xuyên cho các dự án, với mục tiêu người dân thực sự được hưởng các quyền lợi từ chương trình, phát huy tiềm năng, lợi thế, tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào các dân tộc để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm trong nhóm báo sạch cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, được quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Theo cáo trạng, tháng 8 năm 2019, các bị can Trương Châu Hữu Danh sinh năm 1982, trú tại Tân An, Long An, Nguyễn Phước Trung Bảo sinh năm 1982, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Đoàn Kiên Giang sinh năm 1985, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thanh Nhã sinh năm 1980, trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thế Thắng sinh năm 1982, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, thông qua fanpage Báo Sạch, nhóm Làm Báo Sạch, kênh YouTube BS Channel, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết bài, đăng ảnh, video clip có nội dung phản động, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm, gây tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, kích động lôi kéo người dân tham gia chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Hành vi của các bị can gây ảnh hưởng tiêu cực đến vai trò, hiệu lực quản lý đất nước, xã hội của chính quyền các cấp, gây hoang mang, nghi ngờ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Kim Phi, sinh năm 1959, trú tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại khoản 2, điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Lê Thị Kim Phi đã sử dụng tài khoản Facebook Phi Kim kết bạn với một số tài khoản Facebook
là thành viên của tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020, Phi thường xuyên theo dõi, bình luận, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước. Đầu năm 2021, Phi tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với vai trò khuếch trương thanh thế, lôi kéo người tham gia tổ chức phản động này. Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với Lê Thị Kim Phi. Phê phán âm mưu thủ đoạn phủ nhận nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhan đề bài viết trên báo Quân đội Nhân dân số ra ngày 13 tháng 9, vạch trần âm mưu hòng thay đổi thể chế nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tách rời nhà nước với chính trị, tiến tới làm suy yếu, tan rã nhà nước. Bài viết chỉ rõ, thời gian qua, các thế lực thù địch tung ra nhiều quan điểm, luận điệu xuyên tạc, hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Chúng rêu rao rằng ở Việt Nam không có pháp trị, chỉ có đảng trị. Đây là thủ đoạn rất nham hiểm, tiềm ẩn hậu quả khôn lường khi vai trò lãnh đạo của đảng bị đặt ngoài hiến pháp. Tuy nhiên, sức mạnh, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong những năm qua là minh chứng sinh động, thể hiện nhà nước ta đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, hoạt động vì mục tiêu ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Thực tế này đã, đang và sẽ đập tan mọi âm mưu hòng thay đổi thể chế nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực chất là nhằm hạ thấp uy tín, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Báo Công an Nhân dân đăng bài dựng chuyện tê liệt, thiết quân luật, gieo rắc tâm lý bất an, bác bỏ luận điệu, xảo trá, bịa đặt, vu khống lực lượng quân đội, công an được điều động chống dịch là dẹp loạn, trấn áp, xử lý dân. Đánh cháo việc tăng cường lực lượng vũ trang giúp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam là thiết quân luật. Âm mưu thâm độc của các đối tượng là nhằm đánh lạc hướng dư luận, khiến người dân hiểu sai mục đích, ý nghĩa của việc tăng cường lực lượng chống dịch. Thực tế cho thấy, các cán bộ chiến sĩ quân đội, công an đã tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, hỗ trợ chính quyền và người dân phòng chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần quan trọng để từng bước khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Vì vậy, người dân cần hết sức tỉnh táo, không rơi vào bẫy của các thế lực thù địch, âm mưu phá hoại đoàn kết, kích động phân biệt vùng miền, cổ suý bất tuân các quy định phòng chống dịch, gây bất ổn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoài nghi, suy giảm niềm tin vào chủ trương, chính sách phòng chống dịch của Đảng và Nhà nước. Cảnh giác về âm mưu hướng lái các hoạt động thiện nguyện sang cổ suý chiêu bài xã hội dân sự là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ rõ âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động thiện nguyện để xuyên tạc, phủ nhận vai trò của Đảng, Nhà nước, đồng thời cổ suý tung hô xã hội dân sự. Các thế lực thù địch vu cáo chính quyền đưa quân đội, công an vào đàn áp, coi dân như giặc, ngăn cản các hội đoàn thiện nguyện hỗ trợ người dân trong đại dịch. Chúng kích động rằng người dân rất cần các hội đoàn thiện nguyện. Trong dịch bệnh mới thấy sự cần thiết của cái gọi là xã hội dân sự chứ không phải là xã hội quân sự. Chúng hô hào cổ suý cho xã hội dân sự, đánh lừa nhận thức của người dân nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện nội công, ngoại kích, từng bước tập hợp lực lượng đối lập, âm mưu chống phá Việt Nam từ bên trong. Thực tế là các hoạt động thiện nguyện không hề bị ngăn cản, mà chỉ có các hoạt động vi phạm quy định phòng chống dịch bị xử lý, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, nguyên tắc sống còn trong phòng chống dịch hiện nay. Trong bài Việt Tân khiếm thị và khiếm thính, Trần Hưng Sen Việt chỉ rõ âm mưu của phản động Việt Tân về chiến lược vaccine của Việt Nam, xuyên tạc vu khống chính quyền, ôm tiền quỹ mà vẫn đi xin vaccine, đánh đồng ngoại giao vaccine với sự xin xỏ, mất thể diện quốc gia. Bài viết cho rằng Việt Tân như kẻ vừa khiếm thính vừa khiếm thị, nên không biết hiện tại vaccine đang khan hiếm như thế nào, dù có tiền cũng khó mua được. Cố tình bài xích, xuyên tạc, đổ vấy cho nhà nước Việt Nam những tội bất lương tày đình như ôm tiền để mặc người dân không có vaccine tiêm phòng. Đúng là trong những ngày dịch dã nóng bỏng, khốc liệt, càng thấy rõ thêm dã tâm của Việt Tân, bài viết kết luận. Trong bài viết, Hà Nội được ví như nhà tù lộ thiên, đài RFA tiếng Việt quy kết rằng, với chỉ thị 20, Hà Nội sẽ là trại tù, công an là cai ngục và người dân là phạm nhân. Nhận định trên khởi phát từ một bài báo nước ngoài,
nhưng RFA lại nhào nặn thành thông tin sai sự thật, bịa đặt đó là tâm lý của người dân Hà Nội. RFA còn tìm cách khẳng định quan điểm này bằng việc phỏng vấn một số blogger có tư tưởng chống đối chính quyền nhằm phủ nhận chính sách chống dịch tại Hà Nội. Chúng ta cần tỉnh táo trước những luận điệu bịa đặt, bóp méo sự thật về thực hiện chỉ thị 20 của thành phố Hà Nội, tránh tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân. Thực tế, nhiều nước trên thế giới trong thời gian chống dịch vừa qua đều phải áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Các đồng chí và các bạn vừa theo dõi bản tin 35 Online của Báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại!